Bây giờ là chúng ta đã có mặt ở biển rồi. Và chúng ta đã thấy biển hôm nay rất là đẹp. Hy vọng là một ngày, có thể đó là ngày của sứ nổi lên không chừng. Còn đồ nghề của con đem được những gì nào? Một cái thùng với một cái... Cái thùng. Thôi con nghĩ cái này. Cho một cái rổ. Cái thùng để làm gì con? Để đựng con sứ. Còn cái rổ để làm gì? Bắt sứ. Bắt sứ bỏ trong thùng. Dạ. Rồi chúng ta sẽ đi dọc bờ biển thử xem, tìm có thể là có sứ nổi hay không. Mình sẽ xuống mình vớt. Để sợ có không, con không biết có sứ hay không nữa. Chúng ta phải cẩn thận nước biển. Đi tìm đi con. Dạ. Đi dọc tìm nhanh lên. Ướt quần sao? Trời ơi, đi ra biển tìm sứ mà sợ ướt quần. Còn bữa con thấy là con sứ nó như thế nào? Có một đống sứ bơi vô bờ. Một đống sứ bơi vô bờ luôn? Dạ. Nó bơi sao? Nó bơi, nó dùng mấy cái xích xích đu á. Nó xúc tu gì phải xích đu con? Xúc tu. Ừ. Bành ra xong rồi nó khép lại, bành ra khép lại. À, bành ra khép lại, bành ra khép lại nó bơi vô. À. Có không? Nheo mắt lại coi. Che lại mới thấy được. Con quan sát con nhìn thấy sứ là con kênh hai xuống nha. Có phải con sứ không? Có phải con sứ không con? Dạ. Đây. Thấy rồi. Bắt rồi, bắt đi. Mất tiêu rồi. Kiếm đi, kiếm phụ đi mà bơi. Trời ơi, một con sứ mà con bắt không được. Mất tiêu rồi. Phải kia không? Phải kia không? Màu xanh hả chú? Con này nè. Bắt nó. Con bự quá à. Không lấy nó. Bự quá sao mình bỏ vô thùng được. Đã bắt được con sứ. Chết rồi. Buồn quá. Con biết. Ủa mà đây phải đúng con sứ không vậy? Dạ đúng. Nhưng mà thường thì nếu con biết con sứ lên bờ sẽ chết ngay. Hình như cái này là xích đu của nó. Mà nhìn nó lạ. Xúc tu chứ mà xích đu con. À xúc tu. Xúc tu à. Được chưa? Xuống lại đi con. Xuống lại. Rồi, đây là một cái cách mình có thể mình tiêu hủy nó mà không làm cho bờ biển của mình bị ô nhiễm. Để ngày mai tươi sáng cho đời. Khi mà sức kem chống nắng vô á, da tụi con sẽ đen đều. Rồi. Được.